Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm thảo dược số 1 cho người viêm gan virus, men gan cao và xơ gan. Cam kết hoàn tiền 100% nếu sử dụng không hiệu quả. Để thua tân binh La Liga Cadiz ở vòng 12, Barcelona chạm mốc siêu tệ trong lịch sử đội bóng sau 32 năm. Sau 10 trận đã đấu, đội bóng của huấn luyện viên Koeman chỉ giành được 14 điểm, thắng 4, hòa 2 và thua 4. Đây là khởi đầu tệ nhất của họ kể từ mùa 87-88. Mùa bóng mà Barca chỉ giành được 13 điểm sau 10 trận đầu tiên và kết thúc ở vị trí thứ 6 chung cuộc. Ngoài cuộc mốc đáng thất vọng kể trên, Barcelona còn chạm những thông số đáng thất vọng ở trận thua Cadiz. Cụ thể, dù kiểm soát bóng đến 82,09% cả trận, tung ra 23 cú dứt điểm, nhưng Blaugrana chỉ có một bàn thắng từ cú đá phản lưới của đối phương. Tệ hơn, Barcelona bị đội đầu bảng Atletico Madrid bỏ xa đến 12 điểm trên bảng xếp hạng, 14 so với 26. Sau trận gặp Leeds United, huấn luyện viên Frank Lampard xác nhận Hakim Ziyech đã dính chấn thương gân kheo. Thông tin trên đã được huấn luyện viên Lampard xác nhận khi trả lời phỏng vấn sau trận. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Anh cho hay ông vẫn chưa biết được tình hình nghiêm trọng của chấn thương này. Thời điểm mới cập bến Chelsea, Ziyech đã từng dính chấn thương ngay trong trận ra mắt và phải nghỉ một thời gian dài. Sau khi quay trở lại, anh đã thể hiện rất tốt và chiếm được niềm tin của huấn luyện viên Lampard. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền vệ người Maroc đã ra sân tổng cộng 12 trận cho The Blues trên mọi đấu trường, ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo. Về phía Chelsea, sau vòng 11, thầy trò huấn luyện viên Lampard đã có 22 điểm, hơn 1 điểm so với Tottenham và Liverpool. Hai đội sẽ ra sân vào đêm nay. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào nghiệp cầm quân, huấn luyện viên Pep Guardiola không thực hiện bất cứ sự thay đổi người nào trong một trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia. Theo thống kê, Pep đã trải qua 416 trận tại các giải vô địch quốc gia cùng với Barcelona, Bayern Munich và Man City. Tuy nhiên, chưa bao giờ ông không thay bất cứ cầu thủ nào trong một trận đấu như trước Fulham, bất chấp băng ghế dự bị của đội chủ sân Etihad có hàng loạt lựa chọn chất lượng, có thể kể đến Phil Foden, Ferran Torres hay Bernardo Silva. Với Man City, đây là lần đầu tiên sau 15 năm họ không thay cầu thủ nào trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Premier League. Lần cuối nửa xanh thành Manchester làm điều này là vào năm 2005 ở trận hòa Charlton Athletic với tỷ số 2 đều. Với màn trình diễn ấn tượng mà Quỷ Đỏ thể hiện trong hiệp 2 và đánh bại West Ham trên sân khách, nên có lẽ những sai lầm của tài năng người Brazil ít được nhắc đến. Mỗi hậu vệ của Man United đều thực hiện ít nhất 3 tình huống giải vây vào đêm qua, và thống kê này của Telles vẫn tiếp tục là con số 0. Rõ ràng, khả năng phòng ngự của tài năng người Brazil đang thực sự đáng báo động. Nên nhớ, trước khi dính chấn thương thì khả năng tấn công của Luke Shaw đã được cải thiện rõ rệt với 2 pha kiến tạo trong 2 trận đấu liên tiếp. Và nếu như Telles không tích cực đóng góp vào mặt trận phòng ngự hơn, thì chắc chắn anh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh một suất đá chính tại Old Trafford khi Shaw trở lại. Wayne Rooney có lần đầu tiên nếm trải hương vị chiến thắng trong vai trò huấn luyện viên khi đội bóng chủ sân Pride Park đánh bại Millwall ở vòng 16 giải Anh nhất Anh. Bàn thắng duy nhất của Jason Knight đã giúp các cầu thủ Derby County đánh bại chủ nhà Millwall, qua đó mang về chiến thắng cho toàn đội. Kết quả này giúp cho Derby County thoát khỏi vị trí bét bảng để leo lên thứ 23 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, kèm nhóm an toàn 2 điểm. Trước khi đánh bại Millwall 1-0 vào đêm qua, Derby County có 2 trận hòa liên tiếp trước những đối thủ đang nằm trong nhóm cuối bảng giống mình là Wycombe Wanderers và Coventry cùng với tỷ số 1 đều. Chiến thắng đầu tiên trong vai trò huấn luyện viên chắc chắn sẽ giúp cho Rooney và các cộng sự của mình thêm phần tự tin cho hành trình khó khăn sắp tới. Tiền đạo người Ý sắp có bến đỗ mới sau quãng thời gian thất nghiệp. Mario Balotelli đã không thi đấu kể từ khi rời Brescia. Câu lạc bộ Brazil Vasco da Gama đã công khai mời gọi cầu thủ này. Tuy nhiên, anh sẽ ở lại Ý và ký hợp đồng với câu lạc bộ Serie B Monza. Monza là câu lạc bộ của tỷ phú Silvio Berlusconi. Trong thời gian Balotelli ở AC Milan, hai người không thực sự hợp nhau. Adriano cho biết giữa cả hai không còn khúc mắc gì. Mario chấp nhận để mức lương thấp hơn, có thể dao động dựa vào phong độ và thành tích. Mino Raiola cũng không nhận tiền hoa hồng. Mario đã bỏ qua một năm hợp đồng đáng kể với Vasco da Gama. Sau khi thực hiện kiểm tra y tế, Balotelli sẽ ký hợp đồng với Monza đến cuối mùa giải này, có thể được gia hạn nếu câu lạc bộ lên hạng. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm thảo dược số 1 cho người viêm gan virus, men gan cao và xơ gan. Cam kết hoàn tiền 100% nếu sử dụng không hiệu quả.